Cùng mình đi tiêm vaccine nhé. Đi thôi. Đây là video lần trước mình đi tiêm. Bạn này siêu lắm. Bác sĩ khen mình dũng cảm. Mình được thưởng kẹo mút này. Trước khi tiêm, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho mình. Bác sĩ dùng ống để nghe tim và phổi. Sức khỏe của mình bình thường. Đây là lọ thuốc tiêm. Nhưng bác sĩ cho mình xem thế này các bạn ơi. Bác sĩ lấy bơm tiêm để bơm thuốc vào. Bác sĩ dạy mình cách chống tay để tiêm. Các bạn phải chống tay đúng mới được các bạn ạ. Không thì tay mình bị căng nên tiêm rất là khó chịu. Con nhìn mẹ đi. Bác sĩ bắt đầu tiêm rồi. Mình thấy hơi đau như kiến cắn. Đau một chút là thôi. Ta dũng cảm chưa? Quá là dũng cảm. Yes. Tiêm xong bác sĩ dán băng vào. Chiều về con bỏ ra nhá. Và băng cho cái này để nó bảo vệ cái mũi khi mà mình chọc qua da thôi nhá. Xong xuôi chưa? Dũng cảm lắm bây giờ. Đấy thấy chưa? Bảo cách mềm. Mỗi một lần con là con chống tay thế này này. Xong con hạ cái tay xuống này mềm này. Con mà chống ngược thế này thì nó rất là căng cái da này. Con sẽ đau nhá. Con bảo ok. Xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi kiểm tra chiều cao. Mình cao 1m1. Bây giờ mình cân này. Hơi gầy. Xin chào các bạn nhé.